Diễn đàn là cầu nối giúp cho các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng lợi thế và nhu cầu kết nối tiêu thụ nông sản. Tây Nguyên là một trong những trung tâm sản xuất nông sản hàng hóa lớn của cả nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho nông nghiệp Tây Nguyên là chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ chưa cao, khiến hầu hết sản phẩm khó tiêu thụ hoặc được bán với giá thấp so với nhiều sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực. Để khắc phục vấn đề này, các địa phương vùng Tây Nguyên đã xây dựng được 241 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm với nhiều sản phẩm đặc trưng của vùng, 583 sản phẩm OCOP được công nhận.